Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực 1 Petrolimex Hà Nội chính thức đi vào hoạt động ngày 1 tháng 9 năm 1990. Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Xí nghiệp khẳng định vị trí doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu uy tín hàng đầu trên địa bàn thủ đô. Với gần 800 cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, mạng lưới cửa hàng xăng dầu được đầu tư đồng bộ với nhận diện thương hiệu Petrolimex, cùng các trang thiết bị hiện đại ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Với thị trường Hà Nội, hiện Xí nghiệp chiếm trên 50% thị phần bán lẻ xăng dầu. Sản phẩm, dịch vụ nổi bật gồm xăng, dầu diesel, dầu mỡ nhờn, bảo hiểm Pizico, nước giặt Jana, thay dầu, rửa xe tự động. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo về chất lượng, số lượng khi đến tay khách hàng. Dưới mái nhà chung Petrolimex, chúng tôi được tiên phong thực hiện chương trình chuyển đổi số với dịch vụ thanh toán không tiền mặt mang tên thanh toán thông minh, lợi ích, đồng hành. Đã có hàng trăm doanh nghiệp ký hợp đồng, hàng triệu khách hàng tin tưởng đang đồng hành cùng chúng tôi. Khát vọng vươn xa, cùng tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu đã chinh phục những mục tiêu đề ra. Trong đó, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn nhất và xuyên suốt trong hành trình phát triển của chúng tôi. Xí nghiệp luôn xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp với những nét riêng biệt trên nền tảng truyền thống văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nét văn hóa ấy được thể hiện qua cách ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng, trách nhiệm đối với xã hội. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khi Hà Nội và cả nước ra sức chiến đấu chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu ở nhà là yêu nước, thì chúng tôi vẫn miệt mài bám trụ thay nhau làm việc ba tại chỗ để bảo vệ an toàn cửa hàng, đảm bảo nguồn hàng, duy trì phục vụ nhu cầu xăng dầu của nhân dân thủ đô. Đã có những cửa hàng trong tâm dịch phải phong tỏa, nhiều đồng nghiệp trở thành F0 phải điều trị dài ngày. Nhưng trong khó khăn, thử thách ấy, tình đồng chí, đồng nghiệp lại càng tỏa sáng, ấm áp hơn bao giờ hết. Sự quan tâm chăm lo của ban lãnh đạo, của tổ chức công đoàn tới từng người lao động, sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng tinh thần trách nhiệm, người lao động Petrolimex Hà Nội đã vượt qua mọi nỗi lo đời thường để dòng xăng dầu vẫn liên tục chảy. Khi thị trường xăng dầu biến động lớn, nguồn cung khan hiếm, nhu cầu của nhân dân tăng đột biến, đã thử thách cực lớn hệ thống cung ứng nhiên liệu toàn quốc. Petrolimex Hà Nội với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, đảm bảo dòng chảy năng lượng, huyết mạch của nền kinh tế. Những người công nhân miệt mài phục vụ không ngừng nghỉ, những cửa hàng trưởng ngày đêm lo lắng ứng trực, những nhân viên điều độ căng thẳng, sắp xếp từng chuyến hàng. Những giọt mồ hôi, những sự cố gắng đầy trách nhiệm và tâm huyết ấy chính là bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Lấy kết quả công việc là thước đo sự cống hiến của cán bộ công nhân viên, lấy tập thể cửa hàng là ngôi nhà chung nghĩa tình gắn bó. Phát huy truyền thống văn hóa ngành xăng dầu thủ đô với những giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp Petrolimex Hà Nội, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực cạnh tranh, lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu. Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ tiếp tục hành trình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng mái nhà chung Petrolimex để tiến xa hơn.